ai đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn thời trang ác mộng đây ta? Chúng ta hãy bắt đầu với bộ ba đáng sợ nào. Dễ thương lắm đúng không? Không. Công chúa Severina của chúng ta đã sẵn sàng để cất cánh rồi. Tiếp theo là ngài Rufuso ngẫu nhiên. Và Hitch nhưng lại có rơ mép. Trao đổi ánh sáng của mặt trời để lấy bóng tối của mặt trăng, đó là Sunny. Dạ, Pony thân mến. Dạ, cảm ơn Sailor Deju. Tiếp theo là Izzy. Cô ấy đem theo tất cả bản thân của mình. Và tiếp theo trên sân khấu, chúng ta có một thành viên của Main Melody, Jazz. Không, chọn một cái đi ra, nhanh lên. Phải làm gì? Wow! Jazz đã trở thành bất cứ thứ gì cậu ấy muốn. Được rồi, Oberlin, vào trong rồi. Mất nhiều thời gian quá đó. Làm ơn, buổi tối ác mộng thật là... đó có phải là một con ốc sên biết bay không vậy? Nơi này thật sự đã xuống dốc quá nhiều. Dù sao đi nữa, hãy nói lại kế hoạch đi, Misty. Trước tiên chúng ta cần làm cho những chú ngựa này sử dụng phép thuật để chúng ta có thể biết được hoạt động của nó, và sau đó là lấy nó đi từ họ. Người có thể ngừng cười được không? Không dễ thương chút nào. Giờ làm việc đi. Mọi người thật là tuyệt vời. Giờ hãy để cho bữa tiệc bắt đầu. Nhấn đi. Một thứ chỉ khá là đáng sợ anh đến vào đêm nay. Gọi cho bọn ma nhà ta nhờ cùng lên đồ quẩy ngày nay. Họ có chút quái đản nhưng chật chân chẳng cần trong nhà. Họ gọi ngôi nhà đây quỷ am nhưng luôn nhảy múa và cùng hòa ca. Sợ chi những ác ma đang lẫn vẫn quanh ta. Bởi khi tuyệt quái vật đây trong không sống vẻ ngoài đâu. Họ trời cho bất quái gì nhưng chẳng phải sợ hành chi. Bởi vì tại tuyệt quái vật đây ta sẽ luôn luôn cháy. Mình chỉ là một pony bình thường. Bình thường. Wow, mặt nạ đẹp đó Misty. Cậu tự làm nó sao? Cái mặt nạ cũ này đó hả? Mình thích bài này. Trận lấp lánh của các pony bị rối lên hết rồi. Phải, hình như có điều gì đó không đúng lắm thì phải. Các pony hãy giữ bình tĩnh, chúng ta sẽ sửa nó. Giờ đi. Không ai thích phá đám một bữa tiệc như ta đâu, Misty. Nhưng ta ở đây là để xem họ sử dụng phép thuật, người nhớ chứ? Chờ mà xem. Ôi không, đồ trang trí của Thiếp. Đừng lo lắng, Ship. Izzy, coi chừng. Ta đã thấy tất cả những gì mà ta muốn thấy. Hãy nhìn đống hỗn loạn này đi. Khi mà ta có lửa đồng trong tay, không một chú người nào có thể thách thức ta nữa. Và Misty, lần này đừng về nhà trễ nữa đó. Quà trái một chút. Được rồi, nào, giờ tới Izzy. Cậu biết phải làm gì chứ? Bởi vì tai tuyệt quái vật